nay được unboxing một cái mũ Arai mới. Nói chung là mình rất hứng thú với cái sản phẩm này. Có quay clip để mọi người cùng xem. Đây, Arai nha. Đây là một cái mũ Open Face 34. Các bạn Nhật cũng rất là cẩn thận. Sách hướng dẫn. Samurai. Mũ này gần mười mấy củ ạ. Trời ơi. Tôi sẽ quay sát lại cho các bạn xem. Ôi trời ơi, nhìn kỹ, nhìn cái cách mà người Nhật họ vẽ. Đây, trời ơi, nét từng chi tiết màu sơn. Bây giờ tôi đã hiểu rất rõ tại sao những cái mũ vẽ tay, những cái mũ handmade thì nó đắt hơn những cái màu và bình thường. Quá sắc sảo, sắc nét, quá đẹp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.